Hắc ám Tây Du hồi thứ 123, lệnh bài thần bí. Trầm mặc một hồi, vẫn là Tê Chiếu mở miệng nói, khối chấn giới thiên bi này vốn là thứ đồ thần kỳ nhất trong vũ trụ. Coi như là ta lúc trước cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo sự ảo diệu của chấn giới thiên bi. Chỉ là có thể cảm giác được bên trong nó có một cỗ lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào cảm giác được lực lượng đó là chính hay là tà. Cho nên, khối hoang thổ thiên bi của ngươi về sau tận lực vẫn là nên ít sử dụng lại. Ta lo lắng khi lực lượng thôn phệ kinh khủng kia lần nữa bộc phát, chỉ bằng vào chúng ta sẽ không có khả năng ngăn cản được. Nhẹ nhàng gật đầu, Tô Ngộ Không cũng chẳng có biện pháp gì tốt hơn. Đối với chấn giới thiên bi hiểu rõ vẫn là quá ít. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hạn chế tối đa việc sử dụng thiên bi. Coi như bất đắc dĩ phải dùng, cũng chỉ có thể là dùng để nện người. Nhất quyết không được lại diễn hóa ra 3000 hoang thổ kia. Cảm giác sợ hãi khi nhập ma, Tô Ngộ Không tuyệt đối chẳng dám nghĩ sẽ có lần thứ hai. Cứ như vậy, hai người lặng lặng suy nghĩ sự tình của riêng mình. Mãi cho đến đêm khuya, lại đến bình minh. Lúc này, Diễm Thần đang ngủ say mới ung dung tỉnh lại. Hắn uốn mình duỗi lưng một cái, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Tiểu tử, người nói xong, vậy mà ngủ ngay được. Có biết ta thủ hộ cả đêm vất vả như thế nào không? Nhìn Diễm Thần một mặt sảng khoái hớn hở, Tề Chiếu trực tiếp đá hắn một cước. Ha ha ha, thể chất của ta vốn là đặc thù như vậy. Một khi phục dụng, bất kỳ một loại thiên tài địa bảo gì có liên quan đến hỏa thuộc tính liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ồ, tiểu hồ ly tại sao còn chưa tỉnh lại? Thoáng lý giải một chút, Diễm Thần chợt thấy tiểu hồ ly vẫn còn đang ngủ say, không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu hồ ly này thật không đơn giản đâu, dù sao không có việc gì thì tốt. Đúng rồi, ngươi có thay đổi gì không? Đừng nói hai viên hỏa phượng quả chỉ giúp cho ngươi ngủ thêm một giấc. Dĩ nhiên không phải, chu tước hỏa phượng quả này đơn giản chính là vì ta đo thân mà làm. Chẳng qua chỉ nói cũng khó mà giải thích được, nếu tò mò hai người cứ đến thử một chút. Nói xong, Diễm Thần còn liếc nhìn Tề Chiếu, ánh mắt đầy khiêu khích. Tề Chiếu cười lên hắc hắc, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái ẩn thân. Ngay lúc Tề Chiếu biến mất, cùng thời khắc đó, đại khái từ phía sau Diễm Thần cách đó khoảng 10 trượng bỗng nhiên nổ lên một ánh lửa. Ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Diễm Thần không nghĩ tới tốc độ của Tề Chiếu nhanh như vậy. Nếu không phải mình luôn luôn dùng phượng hòa hỏa hộ thể, chỉ sợ lần này bản thân liền đã xong. Mặc dù đòn thế vừa rồi bị phượng hoàng hỏa chặn lại, nhưng đòn công kích kia, lực đạo góc độ cùng cường độ đều khiến Diễm Thần trong lòng run lên, thu hồi tất cả khinh thị. Thần eo khẽ cong đã rút ra bạo liệt phượng hoàng đao. Chỉ có điều ngay khi quái đao vừa mới rời khỏi vỏ, sau lưng Diễm Thần lần nữa nổ lên 3 đám lửa. Mà lại 3 lần công kích này rõ ràng so với vừa rồi lăng lệ hơn rất nhiều, đánh Diễm Thần lảo đảo muốn ngã về phía trước. Chỉ là Diễm Thần cũng không chút bối rối, chân phải tiến lên trước, đồng thời thân mình khẽ chuyển, bạo liệt phượng hoàng đao đã cuốn theo ánh lửa hướng về phía sau quét ngang. Nhưng Tề Chiếu không biết đã sớm chạy đi nơi nào, một đao kia tự nhiên thất bại. Bởi vì bạo liệt phượng hoàng thân đao rất lớn, cho nên một đao kia chém vào hư không, cả người Diễm Thần liền bị thần đao kéo theo hơi chếch về phía bên trái một chút. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên cảm giác trước người một đạo kình phong đập vào mặt, biết là Tề Chiếu thừa cơ công kích mình. Thế là hai tay phấn khởi thần lực, phượng hoàng đao trực tiếp ở sau lưng giơ cao khỏi đầu, sau đó một đao chém xuống. Vốn rõ ràng đã cảm thấy Tề Chiếu xuất hiện ở ngay phía trước, nhưng một đao kia vẫn phách không, đồng thời sau lưng liên tục 9 đám lửa bạo liệt. Diễm Thần bị lực lượng khổng lồ bức lui về phía trước 3 bước lớn, lúc này lực đạo mới tan đi. Mặc dù hiện tại Diễm Thần vẫn là không có thụ thương, nhưng tuyệt đối đã rơi vào hạ phong. Bản thân mình đến cả một vạt áo của người ta còn chưa chạm được, thế mà đã bị người ta đánh tới mấy chục lần. Nếu không phải Tề Chiếu lưu thủ, mà lại bản thân Phượng Hoàng Hỏa được tăng cường, chỉ sợ sớm đã phân ra thắng bại. Biết rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này, khẳng định sớm thất bại, Diễm Thần cũng không muốn lưu thủ nữa. Trong tay pháp quyết khẽ động, trên người vốn đang bao quanh Phượng Hoàng Hỏa bỗng nhiên bạo khởi, đồng thời ngưng tụ thành một con hỏa phượng cao hơn 3 trượng. Sự chênh lệch giữa hữu hình Phượng Hoàng Hỏa cùng vô hình hỏa không cách nào đong đếm. Phượng Hoàng Hỏa vừa thành hình, lòng tin của Diễm Thần cũng tăng lên rất nhiều. Cả người bất luận là lực phòng ngự hay là tốc độ đều bạo tăng. Mà điểm trọng yếu nhất chính là Diễm Thần có thể điều khiển Phượng Hoàng Hỏa chung quanh thân thể của mình,
hình thành một màn lưới lửa vô hình để bắt lấy động tác của Tê Chiếu. Quả nhiên, nhờ Phượng Hoàng Hỏa hóa hình sau đó, Diễm Thần rốt cục lần thứ nhất chặn được đòn công kích của Tê Chiếu từ mặt ngoài. Mặc dù vẫn như cũ, nhìn không thấy người Tê Chiếu, nhưng thông qua lưới lửa bố trí chung quanh, vẫn có thể bắt được động tác của Tê Chiếu. Từ đó lần này mới có thể lấy bạo liệt Phượng Hoàng Đao hiền ngang tiếp nhận song hoàn của Tê Chiếu, đang bổ xuống. Binh khí của hai người vừa tiếp xúc đồng thời bạo liệt. Phía trên Phượng Hoàng Đao là một đoàn hỏa diễm đỏ tươi giống như dung nham nổ tung. Mà bên trên song hoàn của Tê Chiếu thì là một cỗ hàn băng màu xanh đậm, ầm ầm bạo tạc, một nóng một lạnh. Hai cỗ tuyệt nhiên tương phản lực lượng đột nhiên đụng nhau, tứ tán từng đợt lãng khí. Tê Chiếu trong nháy mắt liền phi thân trở ra, chỉ có điều vẫn cảm giác được từng đợt nóng rực lưu chuyển giữa hai tay. Diễm Thần cũng chẳng khá hơn là mấy, hai tay thậm chí đều muốn phát run. Nhìn thấy Tê Chiếu một kích là lui, Diễm Thần cũng không chắc đối phương có bị bạo tạc Phượng Hoàng Hỏa tác động đến hay không. Diễm Thần trong lòng vẫn là rất chấn kinh, bản thân Phượng Hoàng Hỏa có thể nói là bá đạo hỏa diễm rất hiếm gặp. Thế nhưng Tê Chiếu bình thường căn bản là không hề hiện lộ ra một tia thuộc tính khí tức, đến khi giao thủ mới phát hiện trong cơ thể của hắn còn có băng hệ lực lượng thuần túy như vậy, đem so cùng Phượng Hoàng Hỏa của mình thậm chí không hề kém cạnh. Nếu như vừa rồi đối bính Tê Chiếu không có bị hỏa ảnh tiếng vàng làm chấn động, vậy băng hệ lực lượng của hắn rất có thể so với Phượng Hoàng Hỏa còn cao hơn một bậc. Xem ra chính mình tu luyện vẫn còn chưa đủ. Tuy nói bản thân thể chất đặc thù cho nên toàn thân đều là hỏa diễm khí tức, nhưng rất rõ ràng vừa rồi là bản thân tu vi không đủ nên không cách nào hoàn toàn nội liễm. Còn chưa giao thủ, đối phương đã liền biết thuộc tính của mình, thậm chí có thể mơ hồ đoán trước được chiêu thức. Dường như đã minh ngộ được điều gì, Diễm Thần trên mặt lộ ra suy tư, cùng thần sắc giật mình, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hỏa diễm áo nghĩa chính là tụ vào một điểm sau đó bạo tạc, đồng thời mang đến lực lượng cường đại cùng khả năng thiêu đốt bám vào. Hỏa diễm của ta lực bạo tạc không đủ, lực lượng bám vào không đủ, thậm chí cả nhiệt lực thiêu đốt cũng không đủ. Diễm Thần còn đang ngẩn người suy tư, Tê Chiếu nãy giờ một mực ẩn thân bỗng nhiên xuất hiện, chẳng qua lại còn mang theo một tòa băng tháp từ trên trời giáng xuống hướng về phía Diễm Thần liền phủ ngay. Nhìn thấy Tê Chiếu hiện ra thân hình, Diễm Thần càng thêm cảnh giác bội phần, cho nên khi băng tháp xuất hiện tức khắc hắn cũng cảm giác được băng tháp kia tán phát hàn khí kinh người, Diễm Thần có thể nhận thấy hết sức rõ ràng, cho nên đã không chút do dự trong miệng hống to một tiếng phượng minh vang vọng chân trời. Trên người ngọn lửa phượng hoàng kia phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào băng tháp đang ào ào giáng hạ. Thật không ngờ lực lượng từ băng tháp vượt ra khỏi suy đoán của Diễm Thần, hỏa diễm phượng hoàng vẻn vẹn chống đỡ được ba nhịp hô hấp liền dần dần không địch lại, bị băng tháp đè ép một chút xíu hạ lạc. Nhìn thấy hỏa diễm phượng hoàng vậy mà không căn nổi băng tháp, Diễm Thần nghiến răng dùng lực lượng mạnh hơn thôi động. Chẳng ngờ vừa mới khiêu khởi thần lực, trên băng tháp bỗng nhiên làm quang đại thịnh, trực tiếp liền đem hỏa diễm phượng hoàng dập trên mặt đất. Khi ánh lửa bị làm quang của băng tháp dập tắt, chỉ thấy Diễm Thần một mặt buồn bực bị vây ở bên trong, trên tay hỏa diễm phượng hoàng đào không ngừng tuôn ra hỏa diễm, thế nhưng trên băng tháp chỉ có vẻ hơi tan chảy một chút xíu, cũng không có dấu hiệu muốn vỡ vụn. Căn cứ theo tình hình này, nếu chỉ dựa vào chính Diễm Thần tự mình ra khỏi, e rằng phải đến 2-3 canh giờ mới có thể. Tề Chiếu lão đại, ta sai rồi, mau thả ta ra đi, băng tháp này của ngươi thật quá kinh khủng. Tề Chiếu cười ha hả, ngón tay búng một cái, băng tháp liền chậm rãi tản đi. Tiểu tử, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Nếu như không phải là muốn cho ngươi hiểu rõ bản thân mình, tu luyện còn chưa đủ, thì lúc vừa mới bắt đầu, băng tháp này đã xuất hiện để nhốt ngươi vào bên trong rồi. Chưa nói đến, nếu như ngươi là địch nhân, lúc bị khốn trụ chẳng khác nào đã chết, bởi vì một chiều băng hoàng tháp này vây người chỉ là bước đầu tiên. Tề Chiếu lão đại dạy phải, mà lại vừa rồi ta cũng có lĩnh ngộ, hôm nay may mắn cùng ngươi giao thủ mới khiến cho ta hiểu được thiếu sót của mình. Chỉ là Tề Chiếu đại ca người có thực lực này thật quá kinh khủng, đã hoàn toàn áp chế phượng hoàng hỏa của ta, hàn băng của ngươi chắc chắn cũng không phải là thứ vô danh rồi. Ha ha, điều này lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, chúng ta mau lên đường, tiểu hồ ly cùng Thảo Mai đều đã tỉnh. Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không cũng thất sắc quay người nhìn về phía tiểu hồ ly cùng Tề Chiếu.
thì ra vừa rồi hai người giao thủ sinh ra chấn động, làm đánh thức tiểu hồ ly. Lúc này Lôi Lôi đang một mặt ngơ ngác nhìn Thảo Mai, còn Thảo Mai lại là một khuôn mặt đầy hoan hỉ. Thảo Mai, tiểu hồ ly thế nào, không phải đã quên luôn cả ngươi là ai rồi chứ? Tề Chiếu lo lắng chứng mất trí nhớ của tiểu hồ ly lại phát tác, cho nên gấp gáp hỏi. Nào ngờ Thảo Mai liên tục khoát tay nói, không phải, không có việc gì, chúng ta xuất phát, mau xuất phát thôi. Kỳ lạ là lần này, Thảo Mai lại không ngồi trên để tiểu hồ ly cõng nữa, mà sánh bước cùng đi. Đương nhiên, vẫn là đi ở phía trước ba người kia. Tô Ngộ Không mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng thu hồi tâm tư, hướng về trung tâm Hoang Vu Chi Đảo mà xuất phát. Bất luận làm sao chính mình cũng phải rời khỏi nơi này, trở lại bàn cổ giới, sau đó kết thúc mọi chuyện. Bởi vì cái gọi là phượng hỏa không tắt người bất tử, con đường phục sinh không ngừng giết, anh hùng không sợ yêu ma loạn, chỉ sợ hồn du mộng tới đây. Lập tức, đám người chỉnh đốn tâm tình tiếp tục bước nhanh. Nhìn xem địa đồ, hiện tại đoàn người họ đã đi được 2/3 quãng đường. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn họ dự định cứ như vậy, nhất cổ tác khí, mãi cho đến khi tới được trung tâm của hòn đảo. Trên Hoang Vu Chi Đảo này, mặc dù cũng không ít kỳ chân dị bảo, thế nhưng tất cả mọi người đều không có tâm tư đi tìm. Hoang Vu Chi Đảo rất rộng lớn, mà lại cho tới nay đều là vùng đất dùng làm thí luyện, cho nên cứ coi như là có chút bảo vật cũng bị những người thí luyện lần trước vơ vét hết. Có thể thuận lợi thu được ba quả chu tước hỏa phượng kia cũng thật là thiên đại vận khí. Sau đó đương nhiên vận khí tốt sẽ chẳng còn nữa. Nếu tốn thời gian phí sức tìm kiếm những bảo vật kia, không bằng cố gắng đến trung tâm hòn đảo sớm hơn một chút, tranh thủ lấy được phần thưởng dành cho 100 người đứng đầu. Tin tưởng bảo vật do giới chủ trao tặng đương nhiên sẽ không quá tệ hại. Cho nên một đoàn người ngày đêm không ngừng, ngoại trừ những việc thực sự cần thiết thì không dừng lại chút nào. Chỉ còn lại 1/3 lộ trình, quả thực là dùng 2 ngày 1 đêm liền sẽ hoàn thành. Một ngày này vào sáng sớm, 4 người một hồ ly rốt cục đã tới được điểm cuối, đó là một tòa thần điện khổng lồ. Phía trước thần điện này có một cái quảng trường rất rộng. Trên quảng trường đứng thẳng lấy một thanh đồng hình người, cao đến 50 trượng. Người này giống như là bản phân thân của Nguyệt Hoàng Tuyền. Lại nhìn thấy trên quảng trường, ngoại trừ một đội binh sĩ chỉnh tề chấn giữ bên ngoài, ở chính giữa đang có một chỗ truyền tống trận, cùng với trận hình tại Chí Tôn Thành, nhìn qua giống nhau như đúc, đồng dạng từ một đội 12 người cửu văn Chí Tôn chấn giữ. Một đoàn người đến sau đó, trực tiếp đi thẳng tới truyền tống trận, đặc biệt là Tô Ngộ Không rất muốn biết 5 người mình là nhóm thứ mấy đến được đây. Khi đám người Tô Ngộ Không đi đến truyền tống trận, một vị lão giả hòa ái, râu tóc bạc trắng chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng thi lễ nói. Tuổi trẻ các dũng giả, chúc mừng các người thuận lợi đến nơi này. Tới đây, các người liền có thể đi qua truyền tống trận để trở lại Chí Tôn Thành, chờ đợi để tiến vào Chí Tôn Trì. Nhìn thấy vị lão giả này, vậy mà lại hướng về nhóm mình thi lễ trước, Tê Chiếu cùng Thảo Mai cũng vội vàng hoàn lễ. Đồng thời Tô Ngộ Không mở miệng hỏi. Lão giả già, vậy mấy người chúng ta là nhóm thứ mấy đây? Có được ban thưởng vật gì hay không? Hà hà, các vị không nên nóng lòng, chờ các ngươi trở lại Chí Tôn Thành, tự sẽ có người nói cho các ngươi biết. Được rồi, chúc các ngươi một đường thuận lợi, sớm ngày trở thành cường giả Chí Tôn. Một ngày kia, có thể vì Hoàng Tuyền thế giới mà dương danh. Nói xong vị lão giả này, lui về sau một bước, đồng thời phất phất tay. Một tên binh sĩ lập tức thôi động truyền tống trận. Mấy người Tề Chiếu vội vàng đi tới, tức khắc không gian liền chuyển động, chỉ chớp mắt, mấy người họ đã xuất hiện ở Chí Tôn Thành. Tiểu đội thứ 3 đến Chí Tôn Thành thu được phần bàn thưởng thứ 3, đồng thời có tư cách tiến vào thiền cấp Chí Tôn Các. Ngay khi mấy người họ mới vừa xuất hiện thì liền đã có một thanh âm truyền đến. Ha ha, chúng ta lại là thứ 3, không sai không sai. Ta coi là chúng ta một đường trì hoãn, tưởng rằng sẽ phải đứng sau 100 tên, không nghĩ tới lại là nhóm thứ 3. Nghe được thứ hạng của phe mình không tệ, Tô Ngộ Không lúc này liền cười ha hả. Hơn 10 vạn người, coi như là 5 người một tổ, cũng có gần 2 vạn tiểu đội. Trong số 2 vạn, có thể xếp thứ 3, thành tích như vậy xác thực quá tốt. Nhưng đó còn là do lộ trình của bọn họ, căn bản cũng không có quá gấp gáp đi đường. Rất nhanh, liền có một tên tùy tùng tiến lên, dẫn mấy người Tô Ngộ Không đi đến một nơi trong Chí Tôn Thành để nghỉ ngơi. Chỉ cần chờ thêm 3.000 người, toàn bộ đều đến, liền có thể mở ra Chí Tôn Trì. Nơi này cần nói qua một chút, đã tới thứ tự là ấn tiểu đội đến phân,
liền là một tiểu đội đứng đầu sẽ có bàn thưởng, mà lại là tất cả đội viên mỗi người một phần. Còn xét về tư cách để tiến vào chí tôn trì thì lại tính thành 3.000 người. Đây là tính toán về số người mà không phải tiểu đội. Tiểu đội thứ nhất là đến trước đó khoảng 2 canh giờ có 4 người. Đội thứ hai là nửa canh giờ trước có 7 người. Sau đó chính là 5 người Tôn Ngộ Không, cán đích thứ ba. Đem đám người lãnh đạo đến một nơi nghỉ ngơi đặc thù, theo sát lấy liền có một vị tướng quân dẫn theo 5 tên binh sĩ đi tới. Lúc này mấy người Tôn Ngộ Không còn chưa có trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy vị tướng quân này còn có binh sĩ sau lưng, mỗi người hai tay đều bưng lấy một hộp. Nhìn qua cũng biết đây là tới để bàn thưởng. Người này đầu tiên là chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Mấy người tê chiếu cũng nhào nhào đáp lễ. Sau đó vị tướng quân này liền nói: "Các dũng giả, các người rất tốt. Ta đại biểu cho nơi này đến đây ra mắt các ngươi. Bất luận ở thế giới nào, cường giả đều phải được tôn kính. Tiếp đây, các ngươi có thể chọn lựa ban thưởng thuộc về các ngươi. Phạm vi ban thưởng lần này có binh khí, đan dược, pháp bảo cùng những đặc thù vật phẩm." Vị tướng quân này nói xong, Diễm Thần đầu tiên mở miệng hỏi: "Phần thưởng của chúng ta không phải cố định sao? Cớ gì lại còn có thể lựa chọn?" "Các ngươi có thể chọn lựa loại hình cố định là đem lễ vật phẩm đẳng cấp." Tướng quân này nói chuyện có vẻ không chút nào dây dưa dài dòng, rất gọn gàng. Một người quân nhân đặc hữu sảng khoái, khiến mấy người Tôn Ngộ Không cảm thấy rất dễ chịu. "Bình khí, đan dược, pháp bảo chúng ta đều có thể hiểu được. Thế nhưng vật phẩm đặc thù thì là cái gì?" Tề Chiếu liền cất tiếng hỏi. Tề Chiếu khi còn sống cơ hồ không có loại bảo bối nào mà chưa từng thấy qua. Bất luận là kỳ chân dị bảo gì, chỉ cần thế gian này từng xuất hiện, Tề Chiếu hầu như đều biết. Cho nên phía trước những vật kia cũng không thể gây nên hứng thú cho hắn. Mà nói đến vật phẩm đặc thù này thì khiến Tề Chiếu cũng có mấy phần hào hứng. Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Thảo Mai, ba người đều là nghĩ như vậy. Nói về binh khí, mấy người họ đều đã có bảo vật đắc ý, không muốn tùy tiện thay đổi. Đan dược và pháp bảo cũng không có sức hấp dẫn, cho nên cũng đối với vật phẩm đặc thù kia rất là hiếu kỳ. "Cái này đặc thù vật phẩm là giới chủ đại nhân thu thập được, là một chút đồ vật đặc thù, chẳng qua cũng không thể cam đoan tất cả mọi thứ đều là đồ tốt, rất có thể cũng có rác rưởi." "Ồ, nói vậy là nếu như chúng ta lựa chọn vật phẩm đặc thù, trong đó có thể là bảo vật hoặc là thứ rác rưởi bỏ đi, tất cả đều dựa vào nhãn lực cùng vận khởi của chúng ta." Tề Chiếu có chút buồn cười lại tiếp tục hỏi. Vị tướng quân kia vẫn là nói có ý tứ, trịnh trọng đáp: "Đúng vậy, nhưng đương nhiên phần lớn đều là đồ tốt. Dù sao con mắt của giới chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không kém." Cùng tướng quân nói xong, Tôn Ngộ Không mấy người cùng thương lượng một phen, cuối cùng nhất trí quyết định lựa chọn đặc thù vật phẩm. Mặc dù rất có khả năng sẽ nhận được một thứ vô dụng, nhưng đây chỉ xem là vật ngoài thân, có được thì tốt, không được coi như xong. Đã quyết định, vị tướng quân kia cũng liền không muốn dài dòng, trong ngực móc ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, ở bên trong thì là một cái tử kim sắc tinh xảo, tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn này hai chân ba lỗ, có một chút giống chiếc lư đỉnh ở bàn cổ giới. Chỉ bởi vì mặt ngoài có viết hai chữ tụ bảo, cho nên phải gọi là tinh xảo tụ bảo bồn mà không phải là đỉnh khí. Vị tướng quân kia đồng thời không có xuất ra tụ bảo bồn, chỉ là hai tay nâng hộp ngọc nói: "Năm người các ngươi, mỗi người phân biệt đem thần thức tiến vào, có thể xem được thứ gì toàn bộ nhờ vào chính các ngươi." Kỳ thực vị tướng quân này vốn muốn nói bốn người, thế nhưng khi nhìn thấy tiểu hồ ly bỗng nhiên dựng thẳng lông mày lên, vội vàng đổi giọng. Dứt lời liền kéo lên hộp ngọc, chờ đợi năm người thay phiên chọn lựa. Bọn họ liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Tề Chiếu tiến lên một bước nói: "Để ta thử trước xem sao." Nói xong liền đem thần thức chìm vào bên trong tinh xảo tụ bảo bồn. Vừa mới bắt đầu, Tề Chiếu còn có chút không quan tâm. Dù sao với thân phận của mình trước kia, Tề Chiếu đã không có quan tâm gì nhiều đến bảo vật. Chẳng qua rất nhanh cũng lấy thần thức bao trùm bên trong tụ bảo bồn để chọn lựa đồ vật. Đột nhiên, sắc mặt Tề Chiếu bỗng nhiên biến đổi lớn, tựa hồ là đã nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi. Sau đó toàn thân run rẩy, lấy thần thức làm tay, từ bên trong tụ bảo bồn lấy ra một cái lệnh bài màu đen nhánh, lớn chừng bàn tay. Lệnh bài này xung quanh tựa hồ là đã bị thứ gì hòa tan, nhìn có vẻ hơi rách nát, chỉ là vẫn có thể ở mặt ngoài của lệnh bài nhìn thấy một chữ diệt. Đạt được lệnh bài này sau đó, Tề Chiếu liền lui ra, chỉ là hai tay thật chặt nắm lấy lệnh bài này, toàn thân run rẩy.
Tô Ngộ Không nhìn thấy vậy thầm nghĩ, chẳng lẽ lệnh bài kia Tề Chiếu đã nhận ra? Nhưng nhìn qua thứ đó coi như là bảo vật, thì chắc cũng là một thứ bảo vật đã bị tàn phá. Không nghĩ ra, cũng liền không muốn nghĩ nữa, chỉ cho rằng đó là một món đồ khi còn sống của Tề Chiếu. Tô Ngộ Không cũng là một bước tiến lên trước. Tô Ngộ Không sau đó cũng đem thần thức đắm chìm trong tụ bảo bồn, bắt đầu tìm tòi. Đám người Tô Ngộ Không đã thuận lợi đến trung tâm Hoàng Vu Chi Đảo và là nhóm thứ ba quay về Chí Tôn Thành. Tề Chiếu đã rất ngạc nhiên cùng chấn kinh khi nhận được một tấm lệnh bài. Vậy phần thưởng còn lại của mấy người Tô Ngộ Không là gì? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 124. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 123, lệnh bài thần bí, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.